Và đây chính là trò chơi của chúng ta. Trò chơi này được sự phối hợp giữa Ốc Thanh Vân điều khiển các bạn. Mỗi đội được có 6 thành viên sẽ bị bịt mắt, xây 5 vòng tại chỗ, lần lượt đi lên đó, lấy mỗi thứ một bạn một món đồ, mà mỗi người ném 4 món trong đó. Ai ném vô gôn mà thủ môn không chụp được, ném càng vô gôn nhiều càng tốt, đội đó sẽ là người chiến thắng. Các con hiểu không? Xí, có một số món đồ mà kiểu nó không bằng phẳng lắm, vẫn phải ném. Phải ném sao mà vô gôn đây, đây có một bạn thủ môn đây đã... Bây giờ vô mặt mình không? Vô mặt mình không? Mình né. Mình né, vô mặt mình né. Nhưng mà Ốc phải là người điều khiển các bạn. Tại vì các bạn khi đã xây 5 vòng ở đây, bước lên đó thì sẽ không định hướng được. Thầy Hồng Sơn sẽ là người làm mẫu trước cho các bạn xem nha. Bắt đầu, thầy Hồng Sơn. 1 2 3 4 5 Rồi, chạy lên, phải lên, bước lên, bước lên. Đúng rồi, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Không, quay bên trái. Bên trái. Đó, bên trái. Quay người lại. Đúng rồi, đó. Rồi, đúng rồi. Bò lên. Bò đi. Rồi. Bước về phía trước. Dạ rồi, từ đó. Đúng rồi. Đúng rồi, nè, ném nè. Ném thẳng. Đây. Ném thẳng là vô mình. Ném thẳng đây. Ném về phía bên phải. Ném. Ném. Đúng rồi, yeah. 1 2 5 6 9 10 Rồi con điều khiển thôi đi. Không phải, bên đây nè, bên đây. Thằng chú nè. Đó ngồi đi ra biển luôn bây giờ. Xin đi kìa. Rồi thử nè. Rồi đó. Đụng được cái gì? Cái bóng trước nè, ném. Em hướng nào? Cô Ốc. Gần. Bên nào, nó không biết bên nào luôn. Chứ giờ nói hoài. Một món được chưa? Về nhanh. Bốn món lận nhanh. Bước lên bước, ba bước. 1, 2, 3 bắt đầu xây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rồi đi đâu? Quay đầu, vẫn quay ngược lại, quay hướng ngược lại. Rồi đi tới về phía bên trái. Về phía bên trái, đi. Đi về phía bên trái đi. Trái nữa. Rồi. Đi về phía bên trái nữa. Rồi đi thẳng đi. Đi thẳng. Bên phải. Rồi đi thẳng. Đi thẳng đi, cứ đi. Rồi bây giờ đi tới nữa. Trời, tới tôi luôn rồi. Quay lưng lại. Quay lại, đi thẳng. Nữa. Quay phải. Rồi đi thẳng đi. Rồi. Bên phải nữa. Mấy bước. Tầm 7 bước. 7 bước. 1, 2. Qua phải. Quay bên phải. Con quay bên phải. Phải nữa. Bên phải luôn. Đúng rồi, thẳng. Mắc cơ. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Tới chút xíu. Có chừng chút mấy. Rồi. Rồi. Xoay người về phía bên phải. Ném đi. Yeah, hay. Tiếp tục. Một món. Quay bên phải. Rồi lấy một món khác. Quay bên phải. Tôi nghĩ chiều nay tôi tắt tiếng quá. Rồi, đó. Cái bàn đó. Rồi con lấy cái món khác đi. Ném đi cô Vân nè. Lấy quả dưa. Ném đi cô Vân nè. Nghe giọng cô Vân nè. Rồi. Chưa. Hướng người về. Tung hơn đừng ném. Tung. Rồi bây giờ con đứng đó, con đứng yên đó rồi. Con xoay người về phía bên phải một chút xíu. Phải một chút xíu nữa. Phải sang phải. Rồi, ném, không được. Không, bên phải chút xíu nữa. Ném nghe tiếng của Vân nè. Rồi, ném đi, con ném đi. Ném hướng này nè, đúng rồi. Ném. Trời ơi. Lấy nữa, tiếp tục. Rồi, quay tìm cái bàn đi, cái bàn
đằng sau lưng con, sau lưng con. Sau lưng. Cái bàn sau lưng con. Rồi đi tới, đi tới, đi tới. Tới. Tiếp luôn. Rồi. Tìm món khác. Lấy quả táo đi, lấy quả táo đi. Cái trứng đúng rồi, cái trứng. Quả trứng rồi, quả trứng này làm sao mà ném đây? Ném đi đâu vậy? Bên đây nè, bên đây, bên đây. Bên đây nè, ném. Rồi, ném đi. Tiếp được. Tiếp luôn. Quả táo, quả táo, thì quả táo đi. Cái gì vô khung thành này? Ừ, ném vô khung thành này luôn á. Ở đây nè, đây nè, ném gì đây, ném gì đây, ném gì đây. Hướng bên phía bên phải chút xíu, qua phải chút xíu. Ném cho thủ môn bắt nha. Rồi, ném đi. Thủ môn bắt một càng nhiều càng tốt. Rồi, hết lượt con. Chúc mừng bạn. Nhanh, nhanh, nhanh. Lên, tiếp theo, tiếp theo. Người thứ hai lên. Người thứ hai lên. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Không, đi thẳng, quay người lại, đằng sau, quay đằng sau. Cái gì giống xỉn ghê vậy? Rồi, đi tới, đi tới. Đi tới. Không, cứ đi tới đi, đi tới đi con. Rồi, xỉn miếng quá. Rồi, cố lên, đứng lên. Rồi. Rồi, đứng lên, đứng lên. Đi tới, đi tới. Rồi, bây giờ bình tĩnh, đứng lên đó. Quay người về phía bên phải. Rồi, đi thẳng. Rồi em con cứ đi cỡ 4 bước đi. Rồi. Rồi chuẩn bị nè. Rồi đây, đứng im. Đúng rồi, thẳng rồi, thẳng luôn. Đúng rồi, tiếp đi tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng. Người ta gọi là cuốn theo chiều gió. Đúng rồi. Ném cái gì? Quả bóng trước nè. Ném về hướng của Vân nè. Rồi bây giờ nè, đúng rồi, trước mặt con luôn. Con ồ. Tung chụp một chụp. Trời ơi. Món thứ hai. Bây giờ con hướng về phía bên trái một chút xíu nha. Về phía bên trái. Không, nhiều quá. Qua phải rồi. Con ném đi. Chụp đi, thủ môn quân chụp. Mình phải ném xa. Ném xa ra. Quả táo đi con. Hay quả trứng. Rồi. Còn quả táo nữa nha. Quả táo đâu, con tìm quả táo đi. Đâu, quả táo con đâu, quả táo con đâu. Trong cái rổ nhỏ. Đúng rồi. Nè. Ném nè, ném vào đây, ném gì đây. Ném xa ra, đúng ném rồi, xa ra. Đúng rồi, chụp nè Quân, chụp Quân. Trời ơi. Phê. Hết lượt. Lên. Chơi ngộ ha. Một. Tôi không chơi mà tôi cũng có ngộ quá trời. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi. Rồi. Con đi thẳng, con đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Con đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn. Thẳng luôn. Thẳng luôn, thẳng luôn. Quẹo phải. Quẹo phải xíu. Quẹo phải xíu. Rồi đi thẳng luôn. Đi thẳng, đi thẳng. Rồi, ok, đúng rồi, rồi. Màu được cái gì, màu được cái gì. Ném cái đó liền, nhanh lên. Ném về hướng nè, ném về hướng chỗ nè. Rồi, ném về hướng bên phải. Đây nè, đây nè. Rồi, không, lại quá trái chút xíu. Rồi nè, rồi, ném nè, đi đây rồi. Chụp bưng, hụt luôn. Tiếp theo. Đây, ném luôn. Chụp đi Quân. Ném luôn. Hai bóng. Bóng rồi. Được cái gì? Ném luôn nè, ném bể đầu của Quân luôn. Né nè. Bây giờ con ném nhưng mà con canh khoảng cách đừng có cao quá. Đừng cao quá, ném về phía trước, đừng cao quá. Bạn Quân chụp đi. Wow, trúng được một bóng. Một trái. Chạy táo. Con ơi, lúc này con ghét ai thì con cứ bắt trượt được. Ném luôn nè. Ném nè, bắt được Quân. Wow. Nhanh lên. Người nào nữa, người cuối cùng. Hiệp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục. Rồi, đi thẳng. Quay phải. Quay phải, đi thẳng. Rồi. Con đi. Cái gì vậy đâu có qua đây đâu. Rồi, đứng yên. Quay người lại đằng sau lưng. Rồi, đi thẳng thôi. Đi thẳng luôn. Thẳng hoài đến khi đụng cái bàn này thôi. Đi 15 bước luôn, đi thẳng luôn. Đi đâu vậy? Bên phải, con bên phải, bên phải. Bên phải nữa. Quay phải, bên phải. Bên phải nữa. Quay sau lưng. Quay đằng sau lưng. Rồi, đi thẳng. Cứ đi đi. Đi thẳng luôn. Cứ đi đi. 5 bước nữa. Rồi. Sang phải đây. Bên phải. Đấy. Phải nữa, bên phải nữa, phải nữa. Chuyển ngang sang. Không. Bên phải. Di chuyển ngang cơ mà. Biết di chuyển ngang chưa? Bên phải, sau lưng. Quay lưng lại. Rồi, quay lưng lại.
lùi lại, lùi. Quay lại, quay lại. Đi thẳng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi các bạn. Rồi. Cái gì vậy? Rồi con lấy ra đi, rồi. Rồi. Đi ra phía trước các bạn, đi ra phía trước các bạn. Quay bên phải, quay bên phải ra mặt trước luôn. Quay bên phải, quay bên phải, men theo các bạn. Rồi. Phải nữa, phải nữa, phải nữa. Qua nữa, ba bước nữa. Rồi, ok. Khoan, qua một bước nữa, một bước nữa. Rồi, con ném đi về, ném thẳng về phía trước. Không, ném lệch qua bên phải chút xíu. Ném ngay hướng cô Vân nè, đúng rồi, ngay hướng giọng nói nè. Ok, ném. Chụp, yeah, chính xác. Một bước tiếp theo. Quay lại một lấy. Rồi các bạn, rồi, con lấy đi, con lấy đi. Nhanh, 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 Hiệp ơi. Thời gian kém rồi. Sắp hết giờ, sắp hết giờ rồi, Hiệp ơi. Tiếp tục nè, 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 nè. Bên phải, bên phải. Về phía bên phải, bên phải. Rồi con ném đi. Ném. Yeah, hai món. Giữa. Thì chỉ ra đây, đây, đây. Đấy. Giữa. Rồi được cái gì nữa, được cái gì nữa. Đúng rồi nè. Con hướng về phía bên phải chút xíu. Rồi, bây giờ con ném đi, con ném đi. Ném nè, ném nè. Tung đi, tung hơn. Bên phải, về phía bên phải. Tung. Rồi ném đi. Ném nè, ném nè. Tung đi. Chụp nè Quân. Yeah, ba món. Một. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 lên, 9, 10. Rối loạn tiền đình rồi. Rồi, quay người về phía sau. Quay về phía sau. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy trời? Đi đâu vậy? Rồi, đi thẳng đi, đi thẳng đi. Đi đâu? Không phải ở đây. Con đứng lên, đứng lên. Đúng rồi, đi thẳng luôn. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng luôn. Đi thẳng. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quay lại, ném nè, ném nè. Chụp. Một quả. Ném có lực hơn, con ném có lực hơn thì bạn mới bắt được. Chụp lấy. Từ từ thôi, rồi ném đi. Ném đi con. Chụp nè. Wow, à, chính xác rồi. Một món. Cái gì nữa? Chụp nha. Từ từ thôi. Tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, bạn nhân được khả năng. Rồi, con đi về phía bên trái. Về phía bên trái, về phía bên trái. Ai? Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại, quay ngược lại. Rồi, đi về phía bên phải, đi đi, đi đi, cứ đi đi. Về phía bên trái. Trái, trái, trái đâu, trái đâu. Rồi, đi đi, đi tới đi, con cái gì nữa. Cứ sợ quần cái cây quá. Thẳng. Rồi, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng tới, đi thẳng tới. Con đi thẳng tới. Rồi, dừng, 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 dừng. Đi về phía bên trái. Quay lưng lại. Rồi, đi tới đi, đi tới đi. Rồi. Rồi, ra sau cái bàn này giống như này nè. Bây giờ sao ném đây? Cái gì được, lấy giữa trước được. À, à, à. Ném. Ném. Ném thẳng. Quay người lại. Quay người lại. Go. Ném cái gì vậy trời? Ném ai vậy? Rồi, ném tới đi. Rồi. Lấy táo đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Lấy quả táo, lấy quả táo. Đó, rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, con ném đi, con ném đi. Chụp nha. Rồi, lấy bóng, lấy bóng. Còn quả bóng nữa. Quả bóng nè, quả bóng nè. Rồi, ném lực. Tung thôi, tung thôi, tung thì bạn lấy được. Mặt hồng đi. Đúng rồi. Yeah. Bóng ok. Chạy về, chạy về, tiếp tục. Em phải chạy, em phải. Lên 3 bước. Không có mở mắt đâu. Rồi, quay 1, 2, 3, 4, 5, đứng thẳng người lên. Anh ấy đã bị tiền đình nặng. 6, 7, đứng thẳng lên. 8, 9, rồi, đi, rồi. Rồi, đứng yên, đứng yên, đứng yên, con đứng yên, con đứng yên. Quay người lại, quay đằng sau lưng. Cô nói cho cô rồi quay lại đằng sau lưng, quay lại sau lưng, rồi đi thẳng sau, quay đúng một vòng.
vòng thôi. Rồi về phía bên phải, về phía quay về phía bên phải, rồi đi thẳng. Đi thẳng tới đi, đi thẳng tới đi, rồi đứng yên, đứng yên, đứng yên. Quay bên phải. Rồi đi tới đi. Cứ đi đi, đi bước dài ra, con đi bước dài đi. Rồi đi đi. Rồi đứng lại, đứng lại rồi. Đi tới một chút xíu là gặp cái bàn. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vào. Đứng lên, đứng lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thẳng đi. Cái gì chung với bàn vậy mà? Thẳng vào đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở trên bàn, ở trên bàn, ở trên rồi. Bàn. Cái bàn đằng sau lưng con, cái bàn đằng sau lưng con rồi. Đó. Rồi, đứng lên đi. Quay lấy. Lấy đi. Rồi. Bây giờ chung mới là quan trọng cái này. Ném nè, ném nè, hướng này, hướng đâu? Bên phải, hướng về phía bên phải. Rồi ném đi. Vừa thôi, mạnh quá. Ném mạnh quá. Vừa thôi con, vừa thôi con. Ném vừa mạnh thôi. Đây. Bóng được. Rồi, chỉ bóng được. Bên phải. Ôi. Đúng rồi, hay lắm. Giữa. Giữa. Rồi, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Quan. Quan. Đúng rồi. Còn một trái nữa, còn trái gì? Còn trái gì nhỉ? Quả táo, quả táo. Quả táo. Thấy dễ táo chưa? Rồi để nghe cô Vân hướng dẫn nát từ từ. Nghe cô Vân hướng dẫn nát từ từ. Từ từ. Quay người đằng sau 360 độ quay lại. Quay lại phía sau đừng có nắm vô mặt tôi. Phía sau 180 độ. Chụp đó. Ai? Từ từ, từ từ, từ từ. Hướng về phía bên phải, hướng về phía bên phải. Không. Rồi. 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 Rồi đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đau quá. Đứng yên rồi ném, ném thẳng, ném thẳng. Con mày. Hả? Mày muốn không? Mày muốn ném không công không? Hả? Mày muốn không? Nào, mày muốn không? Tung. Tung ra nhẹ nhàng phía trước mặt. Đi. Nhẹ nhàng, tung. Tung nhẹ nhàng. Đằng sau lưng. Con quay lại hướng sau lưng. Khoan, từ từ. Từ từ. Khoan. Đi về. Đi về. Đi về. Đi về mở mắt ra đi về. Đi về. Đi về nhanh. Thằng này này. Thằng này này. Kìa người cuối cùng. Mà chắc chắn đi. Thằng này. Thằng này. Yeah, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 7 nhanh lên. 8 9 rồi, rồi. Con quay bên trái, quay bên trái. Quay bên trái. Không quay bên trái 90 độ, quay góc vuông luôn. Rồi đi thẳng đi, con đi thẳng đi. Đi đi đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi tới đi, đi tới đi là gặp cái bàn. Đi tới là cái bàn rồi. Đúng rồi. Cầm quả bóng, cầm quả bóng. Đó. Hướng bên phải, hướng bên phải. Hướng bên phải. Bên phải. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Nghe kìa, nghe trước mặt kìa. Bên phải. Đây nè, đây nè, đây nè. Phải, phải nữa, phải nữa. Rồi nè. Rồi, tung. Rồi, nhẹ nhẹ thôi. Yeah. Tiếp theo, tiếp theo. Đúng rồi. Con lấy trái thơm đi, trái thơm đi. Quả trứng, quả trứng, quả trứng. Quả trứng khó ném lắm. Rồi. Bỏ tay bạn rồi. Bỏ thứ ba. Áo. Rồi. Ném nè, ném nè, ném nè. Rồi, vừa vừa đó. Cái gì nhỉ? Trái thơm, trái thơm. Trái dứa, trái dứa. Rồi. Ném nè, ném nè. Từ từ. Đây, 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 qua đây. Đúng rồi. Rồi, ném đi, con ném đi. Chụp được quân, chụp quân. Yeah. 2, 1, chính xác. Người cuối cùng. Người cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cái này là vừa xoắn mà vừa đi luôn. 10. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Con đi thẳng, con đi thẳng. Thắng tới nào. Cha 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 cha. Đứng lên, con đứng lên. Quay về phía bên phải, quay về phía bên phải. Rồi đi thẳng bên phải, rồi đi thẳng đi, đi thẳng đi. Không, bên trái, bên trái, bên trái. Rồi đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng. Trái luôn bên trái. Rồi rẽ trái, rẽ trái. Quay trái, bên trái. Bên trái. Bên trái rồi đi tới đi, đi tới đi. Rồi nè, rồi nè, rồi nè, rồi nè. Ném về phía bên phải. Ok, rồi. Yeah, chính xác. Tiếp theo, một nữa.
ok 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 rồi, con ném đi, ném cao lên, ném cao lên. Chụp nào. Rồi. Yeah. Oh. Lần đầu tiên chụp được quả trứng này. Ném nè, ném nè. Yeah. Yeah. Giỏi quá. Cố lên, cố lên. Rồi, thế táo nè. Làm gì không biết. Yeah. Chúc mừng. Kết thúc. Oh. Yeah. 10 phút 47 giây 67. Thôi 1 phút. Nhanh hơn 1 phút. Nhưng khoan. Ném thời gian ngắn hơn 10 phút. 10 phút mấy đại sơn? Cái thằng Nguyễn đâu rồi? 10 phút 46 giây 47. Nói chung là nhanh hơn được 1 phút. Nhanh hơn 1 phút nhưng mà không biết là ném trúng chính xác về đích bao nhiêu món quà đây. Chúng ta cùng đếm nha. 1 quả bóng. 2 quả bóng. Quả bóng thứ 3. Chạy ra ăn luôn nhá. 1 cái thơm. 2. Dạ, cháu ôm bạn đấy. 3 trái thơm. 1 cái táo. Và 1 quả trứng gà. Yeah, chúc mừng cho đội bạn Sang. Yeah. 8 món. Tổng cộng có 8 món chính xác. Yeah. Yeah, chúc mừng. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tại sao không về với tôi? Chúc mừng con.